Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Huyền dẫn quý vị đến ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và hôm nay chúng tôi dẫn quý vị đến ghé thăm với Phổ Yên Thái Nguyên để ghé thăm công trình kiến trúc của nhà anh Thư. Hiện tại thì công trình này đang trong quá trình hoàn thiện quý vị ạ. Và chỉ có một thời gian nữa thôi khi mà chúng tôi sơn sửa lên thì ngôi nhà sẽ trở nên vô cùng lung linh và hoành tráng. Hiện tại thì trước khi mà chúng ta khám phá ngôi nhà chính ạ, thì hãy cùng khám phá xung quanh nhé, đôi nét và cảnh quan của căn nhà. Ở phía trước này ạ thì sẽ là một khoảng sân vô cùng rộng này, được lát gạch chống trơn. Và các kiến trúc sư của chúng tôi cũng có thiết kế cho gia chủ này một cái bồn hoa như thế này để chủ có thể là trồng cây cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Ở phía trước là hệ thống cổng và tường bao quanh ạ thì sẽ đồng nhất với ngôi nhà chính. Hệ thống cánh cổng ở đây ạ thì sẽ được làm bằng chất liệu là sắt hộp sơn tĩnh điện. Còn hai hệ thống cột trụ cổng ở hai bên thì rất là vuông vức này, được ốp bằng cái đá granite vân mây ạ thì sẽ làm công trình của chúng ta trở nên khỏe khoắn và bề thế hơn. Ở phía trước này thì làm khoảng sân rất là rộng này. Ở dưới thì sẽ là lát gạch chống trơn này để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người mà khi đi trên khu vực này. Đặc biệt thì đây có thể là một cái nơi vui chơi lý tưởng dành cho gia đình, có thể là vui chơi sinh hoạt. Quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì công trình này thì sẽ được thiết kế theo phong cách tân cổ cùng với lại hệ mái thái. Quý vị có thể để ý ạ, trong các ngôi nhà một tầng nhá, khi mà chúng ta để cái phần hệ mái thái bên trên ạ thì làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Công trình này thì sẽ có chiều ngang mặt trước ạ là 8,9m, còn chiều sâu là 20,4m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả căn nhà là 181m2. Tiến gần hơn một chút ạ thì quý vị có thể nhìn thấy này, những cái đường phào chỉ được đắp nổi này thì nó sẽ thể hiện rõ nét ở những phần đầu cột này, làm cho cái hệ thống phần tân cổ chúng ta được thể hiện đặc sắc hơn. Đặc biệt thì ở ngay dưới phần đầu cột này cũng như chân cột này thì sẽ có những họa tiết hoa văn để trang trí. Hệ cột trụ của chúng ta thì sẽ có hai cột trụ tròn ở hai bên, ở dưới thì sẽ là cột vuông có tác dụng giống như là âm dương cân bằng giữa trời và đất. Tiến gần hơn một chút thì ngôi nhà của chúng ta thì sẽ có cái chiều cao của bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc là 750mm. Chiều cao thông thủy của căn nhà là 3,9m và chiều cao mái thì cũng là 3,9m. Toàn bộ phần sảnh này của chúng tôi ạ thì cũng sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch granite vân mây. Ở đây thì với hệ bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên cao ráo hơn. Và đặc biệt thì sau này ạ, khi mà cái phần đường ở ngoài kia có tôn cao lên ạ thì cũng sẽ không làm cho căn nhà của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và ở ngay phía trước này ạ thì gia chủ cũng có thiết kế này thêm một cái bồn để sau này có thể là nuôi cá ở khu vực này. Cảm giác vô cùng đẹp. Còn phía bên kia là những chậu hàng lan ạ để gia chủ có thể sưu tập. Căn nhà này thì chúng ta sẽ có này, hệ thống cửa chính này, cửa phụ này, cửa sổ này đều được làm bằng chất liệu là nhôm kính sinh pha. Như quý vị có thể để ý ở đây ạ, này, kính ở đây thì sẽ là kính hai lớp ạ, ở giữa thì sẽ có những nan hoa đồng thì đã sẽ làm cho cái căn nhà của chúng ta trở nên nổi bật hơn và sang trọng hơn, đúng với tính chất của một ngôi nhà mang phong cách tân cổ. Và đặc biệt thì với lại cửa kính hai lớp này ạ thì sẽ giúp chúng ta này cảm nhiệt này, chống nóng vô cùng tốt quý vị ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bước về bên trong để khám phá công năng của công trình nhé. Quý vị thân mến, vì căn nhà của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện nên quý vị có thể để ý ở đây thì gia chủ thì vẫn chưa có sắp đặt nội thất gì cả và cũng chưa sơn sửa gì quý vị nhé. Nên tôi sẽ giới thiệu cho quý vị sơ qua một chút về mặt bằng công năng của công trình. Hiện tại tôi đang đứng đây thì chính là khu vực phòng khách ạ. Phòng khách này thì sẽ có diện tích là 29m2. Ở khu vực này thì sẽ có hai hệ thống cửa sổ ở phía hai bên này để có thể là đón ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí gian phòng. Sau này thì gia chủ có thể đặt một cái bộ bàn ghế sofa ở đây để chúng ta có thể tiếp khách. Còn có thể là đặt một cái hệ thống kệ tivi kết hợp với vách ngăn ở chỗ khu vực này để có thể ngăn cách giữa hai không gian phòng khách phía ngoài và phòng bếp phía trong. Tiếp theo ở phía bên này thì chính là khu vực phòng thờ. Phòng thờ sẽ có diện tích là 11m2. Ở không gian này sau này gia chủ sẽ đặt một cái hệ thống ban thờ ở đây này. Ban thờ làm sao là có thể là đặt hợp tuổi với lại của gia chủ này, giúp đón tài lộc của vượng khí. Và đây chúng ta cũng sẽ có một hệ thống cửa sổ phía trước nhà này để đón ánh sáng tự nhiên này, tránh âm u dẫn tích tụ âm khí nơi thờ tự. Còn ở đây thì sẽ chính là cái hệ thống cửa. Cửa này thì sẽ đi thông ra khu vực sảnh phụ ở phía bên hông nhà quý vị ạ. Và sau này chúng ta có thể là đi từ hệ thống cửa này đi vào phía bên trong bếp mà không cần phải đi thông qua sảnh chính. Còn đây thì chính là khu vực bếp của chúng ta. Bếp thì sẽ có diện tích là 23,5m2. Ở trong khu vực này thì quý vị có thể để ý này, có sẵn này hệ thống đường điện này, đường nước này, ống nước đã chờ sẵn ở đây rồi. Sau này chúng ta sẽ để đây, sẽ để một cái hệ thống tủ bếp theo hình chữ L như thế này ạ. Để có thể thuận tiện cho việc nấu nướng này. Ở chỗ khu vực này thì sau này sẽ để một cái hệ thống bồn rửa để chúng ta có thể là rửa bát đĩa ở đây. Và không gian này của chúng tôi thì quý vị ở bên trên này ạ thì cũng có sẵn những cái hệ thống đường ống rồi, đường ống hút mùi này. Cảm thấy là cái không gian này cảm thấy vô cùng là rộng rãi. Và trong căn nhà này của chúng tôi ạ thì sẽ có tổng cộng là 4 phòng ngủ tất cả. Tôi giới thiệu cho quý vị một vài phòng ngủ cơ bản quý vị ạ. Phòng ngủ đầu tiên thì ở nằm ở khu vực phía bên này ạ. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 12m2.
12 m² thì chúng ta có thể là để vừa một cái hệ thống giường ngủ này, một hệ thống tủ quần áo này, và đây ạ thì sẽ có một cái hệ thống cửa rất là lớn để hướng ra phía bên hông nhà. Toàn bộ tất cả hệ thống cửa thông phòng ở đây nhá thì cũng đều được làm bằng chất liệu là nhôm sinh pha kết hợp cùng với kính cường lực, nhưng mà kính ở đây thì sẽ là kính mờ quý vị ạ, để có thể đảm bảo được sự riêng tư cho mọi thành viên. Phòng ngủ tiếp theo ở ngay phía bên này thôi ạ. Phòng ngủ này thì cũng có diện tích đồng diện tích phòng ngủ bên kia là 12 m². Trong không gian này của chúng tôi nhá thì cũng sẽ có này một hệ thống cửa sổ thoáng hướng ở phía bên hông nhà. Trong không gian này thì dưới nền nhà này vẫn được sử dụng chất liệu là gạch granite vân mây đồng nhất với lại cái chất liệu gạch ngoài phòng khách và phòng bếp ạ. Phòng ngủ tiếp theo ở phía bên này ạ. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 12,5 m² và sẽ có một nhà vệ sinh riêng biệt khép kín phía bên trong. Còn phòng ngủ ở phía bên này thì sẽ là diện tích 12,8 m² và cũng có một nhà vệ sinh khép kín nhá. Tôi giới thiệu quý vị phòng ngủ này nhá. Trong phòng ngủ này thì chúng ta cũng sẽ có giống như thiết kế ở bên kia thôi ạ, cũng là một cái hệ thống ô cửa sổ rất là thoáng này hướng ra phía bên ngoài này. Sau này thì sẽ để hệ thống giường ngủ ở đây và tủ quần áo này. Còn đặc biệt thì trong căn phòng này chúng ta cũng sẽ có thêm này một cái hệ thống là nhà vệ sinh riêng biệt nằm ở ngay phía bên này nữa. Đây, mở hệ thống cửa này ra, nhà vệ sinh này thì sẽ có diện tích là 4 m² quý vị nhé. Và ở phía cuối của căn nhà, ở chúng ta sẽ có này ngay cái khu vực ngoài này thì chính là cái khu vực mà sau này gia chủ sẽ để máy giặt để có thể thuận tiện vào giặt phơi. Còn đây thì sẽ chính là một cái hệ thống cửa, cửa này thì sẽ đi ra khu vực đây sân phơi ở phía đằng sau nhà. Gia chủ chúng tôi cũng đã bắn tôn cái phần bên trên rồi, rất là rộng rãi rồi. Còn ở đây thì chính là cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng. Nhà vệ sinh này thì cũng có diện tích là 4 m² này. Nhà vệ sinh này cũng có đầy đủ này như lavabo này, bồn vệ sinh này, vòi tắm sen này. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của nhà anh Thư có địa chỉ tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Vậy thì quý vị nghĩ sao về công trình này ạ? Hãy lại bình luận ở ngay phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.